Và ngày hôm nay mọi người thực sự rất là tuyệt vời, và em hy vọng rằng mọi người có một buổi tối thật là đang thật là cháy nữa được không ạ? Trường đại học Nam Cần Thơ càng ngày càng mở rộng và thu hút được nhiều sinh viên hơn ạ.